Đây rồi anh em ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Wow, cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Cái ngày mà Ronaldo de Lima Icon cộng 8 được anh em chờ đợi, nó cũng đã xuất hiện đây rồi. Wow, em bị dã man con ngàn, được cái chứ. Nhìn chỉ số kìa, không mê chưa? Ủa anh em nhìn chỉ số của Rô Béo này, như là chưa búp team color lắm anh em ạ. Con này cũng chưa búp team color lắm nhá. Tăng tốc 146, tốc độ 145, dây bóng 146. Gì 146 rồi, không dám nhìn vào chỉ số nữa. Ngoài cả server thì Rô Béo Icon cộng 7 thì tôi nghĩ là cũng khá nhiều anh em ạ. Khá nhiều rồi đấy. Nhưng mà phải nói cộng 8 này đủ bản lĩnh. Em mới dám click. Vậy là cái chuỗi siêu tập chúng ta sẽ có Gullit rồi, Gullit Icon cộng 8 rồi, Rô Béo rồi, rất nhiều con hàng kiểu Aseng này, C-Dog này, Cantona này đúng không, Wayne Rooney. Và bây giờ hôm nay chúng ta đã có Ronaldo de Lima Icon cộng 8. Kịp ứng quá ta. Ôi chắc là chúng ta phải test luôn anh em, chắc là test luôn đi, không để cho em phải đợi lâu nữa. Team này là team color gì đấy? Team color Juve à? Ở từ ngó qua xem quả Rô Béo này bao tiền nhỉ anh em nhỉ? Quả Rô Béo này bao tiền? Búp Real đào tạo lên 150 luôn á. 302.000 tỷ. Có mà đỡ đi, 302.000 tỷ. Để mà mua về xong rồi còn bù thêm gãy người nữa. Trời ơi. Đấy, chắc là test như này đi anh em ơi, test như này đi. Đây đúng không? Hungry thì thôi nhờ. Tôi lắp là huấn luyện viên anh em ơi. Lắp huấn luyện viên anh em ơi. Quả Icon cộng 8 với cả Hungry cộng 5 này thì tốn khoảng tầm bao nhiêu tiền? Bước 1 đâu nhỉ? Đợi tí lắp bước 1 cái. Lắp bước 1 này. Aza này lắp bước 1. Đấy, quả cầu đá. Cầu đá lắp cho quả Ronaldo. Con nhà bà Lý luôn. Nào, test luôn anh em ơi. Đề nghị các con vợ núp hết vào một bên nhá. Núp hết vào một bên để chuẩn bị chiêm ngưỡng quả Ronaldo Béo này. Giới thiệu với anh em trang web giao dịch thẻ chiết khấu cao kho thẻ365.com. Chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn có thể mua thẻ game với chiết khấu lên tới 6% và chuyển sò Garena là 10%. Ngoài ra còn hỗ trợ anh em đổi thẻ cào với chiết khấu cực kỳ thấp. Hãy đến với kho thẻ365.com. Chưa hết tiền rồi. Đừng có bảo hết tiền, lợi dụng hết tiền thì ai còn tiền ở cái cộng đồng này nữa. Đúng không ạ? Đây rồi, vào ngay anh em ơi, vào ngay trận đấu đầu tiên. Con vợ lại nhìn thấy Rô Béo Icon cộng 8 mà không thể nói gì à? Mình xem quả FD nào. Xem quả FD cổ đá xem nào, xuống nhẹ vậy. Đây rồi. Ui, gần được. Ben. Hay. Nhanh vãi đái luôn đấy thầy. Ui, anh em nhìn pha xử lý của Rô Béo kìa. Ui. Ui, tôi thật sự tôi đá cộng 5 nha, rất nhiều rồi. Cộng 6 đá nhiều rồi, nhưng mà cộng 8 là nó một cái gì đó khác bọt hoàn toàn nhá. Khác bọt hoàn toàn ấy, anh em nhìn này, cái pha lên bóng ấy là biết rồi, chỉ số phải khéo léo cực kỳ cao mà lên bóng nhanh như vậy được ấy. Nhìn vào xem, thấy chưa? Mà em phải xoay sở thế này cơ mà. Ronaldo được đi béo. Cảnh nữa này. Ui. Sướng sướng quá. Đấy. Ronaldo được đi béo. Bước 1. Ui nhanh chưa? Ui. Có mẹ mày bước 1 kìa. 3 cái bước 1 qua người luôn ạ. Ảo thật đấy. Mẹ mày chạy nhanh vãi cả này. Đây là không được. Ủa nó nhanh quá thì ra khó xử lý. Để thưởng xem nào. Vãi. Uầy. Con mẹ. Trời đất ơi. Sao D của đấy vào nhờ. Ôi sút là quả đấy giật mình thật. Quả đấy thế anh em, quả đấy tôi giật mình thật. Ngó qua xem nào. Dã man thế nhờ. Rất điểm này. Lực sút động, lực sút 136. Nhận là quả tăng tốc này, tốc độ này.
khéo léo nữa, nó tạo lên một Zondo hoàn hảo đấy. Con Zondo này khả năng đá còn sướng cả con Zondo ITM ấy em ạ. Thề đây nhá, đây là cộng 6 nhá, nếu mà hút mắc binh vào thì nó phải rơi tầm cộng mấy em, cộng 7 à? Có con vợ lại thoát game rồi. Zen đi láo. Zen đi láo. Winter Jet ITM vẫn phải vào lưới chặt bóng như thường. ZD trông cong kìa, cong như củ chuối. Rồi cho Dô Béo đánh đầu thử đi ông già. Tôi không thích Dô Béo đánh đầu anh em ơi. Tôi thích Dô Béo ZD, FD. Hoặc là sút phạt tôi ủa ZD cong như kìa. Không vào nữa. Không vào nữa. Trời ơi, lên quả Eduardo nó nhanh và nó chuẩn dã man anh em ạ. Mẹ tình huống vô lê kìa. Mẹ mà sút điên thật sự. Bước 1. Bước 1. Uầy. Uầy, nhanh vậy. Quang ghế nhẹ này. Ra đây. Còn mẹ nó xoay sở kìa. Cô Béo nó xoay sở nó rét đê kìa anh em. À, mà sút láo thật sự ấy. Nếu mà búp huấn luyện với cả team Real vào thì nó chắc phải rơi vào tầm 105x mất. Ủa mẹ, Ninh này có cả Beckham cấp 9 luôn này. Ghê thật sự. Còn ZD siêu láo anh em ạ, thề luôn ấy. CA7 đã donate cho Tai GG 100. Anh cầm CR7. IC914. Nay em không được khỏe, cần ăn ít cháo hành. Xong luôn em ơi, xong luôn, vào việc kết bạn với anh nick này nha. Xong luôn. Kẻ hoa đá đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Thầy ơi cho em hỏi, hôm nay em đang đi ngoài đường tự nhiên em thấy cái ấy, liệu thầy có thấy giống em không ạ? Nếu thầy thấy vậy cái ấy là gì ạ? Còn nếu thầy không thấy thì thầy biết em là ai không ạ? Anh không hiểu biết em là ai luôn ấy. Anh chỉ biết hôm nay đang sở hữu một con Zolando Icon cộng 8 đầu tiên CM. Ngoài ZT cực kỳ láo. Phải cản nồi, phải mất vệ sinh kìa. Đấy chưa, nhưng anh em bảo là thích nhìn thấy Zô Béo ZT thì như nào không? Từ ấy giờ ZT phải 4 quả đấy. Toàn từ khoảng cách xa cực kỳ luôn này. Ui! Sút quả đấy vào thì chịu. Má, quả đấy sút vào thì chịu luôn đấy. CA7 đã donate cho Tai GG 111.111 đồng. Này đủ chưa thầy? Anh cảm ơn CR7 nhá. Người tô đồ từ đến giờ vào liên tục ạ. 3 quả cho tô vào của 3. Cầm nồi. Bước 1. Không vào nữa chịu. Không vào nữa thì chịu luôn đấy. Em đây thẳng như cái chỉ. À hay quá. Chết mẹ rồi. Nhà cái can thiệp. Chết mẹ rồi, hai không rồi. Các con vợ là dự đoán mình win. Bắt đầu ra đây rồi. Nào. Một. Tôi thấy nhiều comment 41 lắm à. Thế thì nhót, mấy ông ấy bị loại rồi. Có mà em nó ZD kìa, uầy. Chịu nha, quả này ZD chịu. Thề luôn, đời tôi chưa bao giờ nhìn quả ZD nó cong và nó xoáy như này cả. Có mà mày.
mình hiểm, đúng góc chết luôn. Hiểm thật sự. Chết rồi. Vẫn lại test nút của Icon em ơi. Test nút của Icon gái. Đây em ơi. Ui, số béo. Không vào. CA7 đã donate cho TaiGG 10.000 đồng. Thầy thua vì cố gắng biểu diễn rồ béo. Đây rồi, em đi. Em sao ăn được. Em biết thầy chỉ đá rồ béo nên bắt rồ béo là xong mặt cười. Bạn thấy rồ béo thì anh ấy hết cửa luôn mà. Anh cảm ơn CA7 nhá. Tập trung vào các bạn, tập trung vào rồ béo. Mình gọi là kho cướp vào rồ béo nhiều quá thì mình có highlight, mình có siêu phẩm chứ. Đúng không? Đây là bắt đầu hơi hơi mỏi tay rồi đấy. Nào, đi thêm bạn nữa đi. Để có siêu phẩm. Tôi nha, không phải bàn cãi gì với những quả ZD ngoài vòng cấm của rô béo nha. Ui, nhanh vậy. Ui. Tốc độ của anh béo cơ. Phải cả lều ạ. Mẹ đẩy có bước 1 ghê đấy. Đẩy cần xong đẩy bước 1 nữa. Tiếp anh em ơi. Ồ, xong con vợi rồi. Xong con vợi rồi. Không được kìa. Vào đấy. Hôm nay giật sự rất nhiều nhưng mà thằng ZD anh em ạ. Em phải dã man thật đấy. Tiếp tục em ơi. Tốc độ của rô béo 5 quả. Rồi, cho anh em xem lại chỉ số của Zodo Dreama Icon cộng 8 này. Rồi, cho anh em xem lại. Ở đây thì chúng ta chưa buff hết level đâu. Buff level thì nó rơi vào tầm 141, 142 gì đó. Nhưng mà chỉ số này đã ghê rồi anh em ạ. Ghê rồi, điểm mạnh của rô béo thì vẫn là tốc độ này. Như tình huống ZD từ xa này, như tình huống volley này. Đó, rất tiếc là hôm nay không quả đánh đầu nào. Tại vì tôi không tạt cho rô béo lắm. Ok, cảm ơn em là Tấn Lợi nhá, đã gửi cho anh gạc này. Quá xuất sắc, tôi là người đầu tiên test rô béo anh em ạ. Là người đầu tiên đấy.